chờ tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ cho tất cả mọi người xem cái đống gấu bông của mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ khoe cho tất cả mọi người thấy là ở bên Mỹ này, khi mà mình đi xin đồ mình sẽ được như thế nào nè. Đây, cái này là những cái gấu bông nè mà mình xin được nè các bạn. Đây, từ trên đây xuống đây các bạn thấy không? Nhiều không? Đây, mình sẽ cho tất cả mọi người xem từ con nha. Có nhiều con á là chưa có gỡ mạc luôn nè các bạn. Đây nè, thấy không? Cái mạc nó vẫn còn nguyên nè. Đó, đây nữa nè. Đó, đại gia đình Baby Shark nè các bạn. Gia đình Baby Shark nè các bạn. Đó, Baby Shark chu-chu-chu-ru-ru, Baby Shark chu-chu-chu-ru-ru, Baby Shark Mami Shark chu-chu-chu-ru-ru, Mami Shark chu-chu-chu-ru-ru. Đây là đại gia đình Baby Shark nha các bạn. Đó, dễ thương không? Xong, đây con chú cá hề nữa nè các bạn. À, cái này mình xin á. Đó, cái ở bên đây á, cho các bạn biết không, có mấy cái con gấu bông này mình mua ở bên Việt Nam rất là nhiều, mắc tiền các bạn thấy không? Rồi á, có mua rối nữa nè các bạn. Đó, thấy không? Dễ thương không? Này, rất là nhiều luôn nè. Dễ thương không các bạn? Mà đẹp lắm nè, họ mai đẹp lắm. Họ mai đẹp lắm, những con gấu bông này ở bên Việt Nam mình mà bán ở trong tiệm á, mắc tiền lắm. À, còn rất là mới các bạn thấy không, mới tuân nè. Đây nè, rồi con chó này nè. Các bạn biết mấy cái loại chó này á, mấy cái loại gấu bông thứ này á, họ bán rất là mắc tiền. Ở trong đây nó giống như có mấy cái viên sỏi trong đây vậy đó. Cái con nít nó chơi, nó cầm, nó lận 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 ở trong đây nè. Đó, đây nè, chó nữa nè các bạn. Dễ thương không? Các bạn thấy không? Đẹp đẹp không không? À, nè. Rồi mèo Mickey nữa nè, mèo Kitty. Rồi đây gấu nữa nè các bạn. Đủ loại gấu luôn, bự nhỏ đều có luôn. Các bạn thấy không? Đẹp không? À, cái chất liệu lông của nó vẫn còn rất là tốt, rất là mịn luôn. Mà các bạn biết không? Ở bên đây á, người ta mai chất lượng lắm, nhìn đẹp lắm các bạn thấy không? Nè, chó sói nè. Nè các bạn. Có nhiều người á, họ thích sưu tầm gấu bông á, nhiều khi họ đi họ cứ mua vậy đó, rồi cái không có mua càng ngày càng nhiều, cái bắt đầu cái lớn rồi, già rồi không có chơi nữa, bắt đầu họ đem họ cho, một là đem cho, hai là đem cho đến những cái tiệm mà bán gấu bông cũ á các bạn. Cái những người ta nghèo không có tiền, người ta vô đó người ta mua ví dụ như những con này như vậy thì mua là 2 đồng 3 đồng hay gì đó, là họ bán rẻ. Mà ví dụ như những con mà còn cái mạc như thế này nè thì họ sẽ bán mắc tiền hơn, tại vì nó còn mạc là còn mới, người ta chưa chơi á. Nè các bạn thấy dễ thương không các bạn? Đó, còn mạc luôn nè các bạn thấy không? Ở trong đây là nó giống như là đá gì đó, có mấy cái viên bi ở trong đây nè, cầm đá tay lắm nè các bạn. À, thấy thương không? Mình rất là thích cái em này nè, em này nhỏ mà thương. Ở trong đây cứ bóp nghe nó sột sột. Hình như nó có nhạc các bạn nghe không? Gấu mà đó nè, đó các bạn nghe tiếng không, sột 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 bên trong. Rồi mình sẽ tiếp tục ở trên đây nha, để mình lôi mấy em này xuống. Đây thỏ này ha, đó rồi đó hả, gấu nè các bạn thấy gấu không, còn mới tuân luôn nè, còn mạc luôn nè các bạn. Ở bên đây là người ta xài như vậy đó, nhiều khi người ta thích á, người ta sưu tầm, người ta chơi thôi chứ người ta không có họ không có sử dụng nhiều, nhiều khi họ mua về họ trưng thôi chứ không con họ không thích á, cái không có chơi, cái bỏ qua bên luôn á. Đây nè các bạn, còn mạc luôn nè các bạn nha.
mấy cái con này bên Việt Nam mua cũng mấy trăm ngàn á. Nè giống như vịt Donald rồi nè, vịt Donald này được đó, mình ở bên Việt Nam mình coi giá á, là một con 180 cho tới 200 mấy một con không á. Các bạn thấy không? Nè còn mạc nữa nè. Đó. Nó may rất là đẹp các bạn. Nó may cái trên mà nó làm chất liệu đẹp lắm. Đây, con heo mọi nè. Heo mọi. Rồi mình sẽ cho các bạn xem tất cả mọi thứ luôn. Đó. Đó, gấu nè. Rồi hả, con cừu nè. Đó các bạn thấy không? Cừu, cừu đen papa. Đó, rồi à. Gấu nè, gấu trắng nữa nè. Các bạn thấy gấu trắng không? Đó, gấu trắng còn cái mạc nữa nè. Họ họ làm rất là công phu và kỹ, đẹp lắm chứ không phải mai ẩu như mấy cái hàng nội địa đâu. Đó. Ừ. Đó, các bạn thấy không? Dễ thương không? Ừ. Rồi. Nè, vịt Donald nữa nè. Nè, còn nguyên mạc nè các bạn. Nãy này vịt đực, này vịt cái. Hai vợ chồng. Rồi. Chục Mickey nè các bạn. Chục Mickey nè, mình thích em này lắm luôn á. Cái em này á, chất liệu vải em này mình thích lắm. Nó dễ chà, dễ giặt. Nhưng mà cái này mới tinh nè, chưa có tháo mạc luôn. Chưa có sử dụng tới luôn, nó còn mới cáo cạnh luôn các bạn. Đẹp ha. Đây, chú chó. Chú chó lỗ tai dài. À. Rồi. Còn rất là nhiều luôn các bạn. Đây là chú mèo Kitty nè, mèo Kitty nè, đó các bạn thấy không? Mấy cái loại này họ họ mua về cái nhiều khi cái họ chỉ chơi có vài ba món thôi, còn nhiều họ bỏ qua một chỗ gì đó nè các bạn. Coi nè, đẹp không? Tại bên đây á, nhiều khi á, người ta có điều kiện, người ta có tiền á, cái người ta mua cho con người ta chơi, rồi xong rồi cứ nhiều khi thấy đẹp đẹp cái mua, mua mà về con nó không có chơi. Đó, mèo Kitty nè, đó các bạn thấy không? Đẹp đẹp không mà còn mới toanh nè. Có những cái con là nó hơi cũ cũ như thế này thì mình giặt lại là nó sẽ mới và nó đẹp lại như cũ thôi. À. Đây nè, con chó tóc lúa tai dài hồi nãy rồi. Đây, hai em. À. Các bạn thấy không? Đẹp quá chứ bộ, dễ thương. Mấy cái này mà ở bên Việt Nam bán là tiền không các bạn. Cái này người tuyết nè. Đó. Chú gấu nè. Chú gấu này cũng nổi tiếng lắm nè. Phim hình chú gấu này rất là nổi tiếng nè các bạn. Đó không? Còn rất là mới các bạn. À, chú heo mua gối nè. Các bạn biết không, ở bên đây á, con nít đồ á, nhiều khi á, các bạn không cần phải đi mua, sử dụng đồ của người ta cho không hả, rất là nhiều luôn. Tại có khi á, người ta cưng con họ cái, hoặc là cô dì chú bác được cái họ họ thấy đồ đẹp cái họ mua cho con cháu họ, nhưng mà tới khi về á, cái nó mặc không vừa hoặc nó không thích là nó sẽ không chơi. Không giống như bên Việt Nam mình mà thích không thích thì miễn có là được, còn bên đây là nó không thích là nó không chơi, nó không đụng tới luôn. Cái con này con cá heo nè các bạn. Cái gối con cá heo. Các bạn thấy không? Dễ thương không? Đây nè. Cái đuôi nữa nè. Đó. Ở cái này là cái gối. Cái gối giống như bên Việt Nam mình hay để trước cái xe mình á, cái xe Honda, để khi mà em bé nó có ngủ gục cái nó kê cái mặt nó lên vậy nè, đó. Cái này hình con thỏ. Đây, chuột Mickey, chuột Kitty. Mèo Kitty chứ. Con này con gì? Con kangaroo hả? Kangaroo. Chuột túi. Chuột túi kangaroo. Hồi nãy hai con sói rồi, giờ thêm một con sói nữa các bạn. Đây thêm một con sói nữa nè. Mình thích cái con này lắm nè, dễ thương. Để chiếu à. Bóp nghe sọp 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 nữa nè. Nó còn cái mạc luôn nè các bạn. Các bạn thấy cưng không? Cái con này là con khỉ. Dễ thương ha. Nè, con chồn. Con chồn. Ủa
Ồ gấu nè, gấu mặc đồ công chúa nè, chờ có cái gì, có cái vòng trên đầu nó nè, trời ơi ghê không, cưng không, xinh xinh nè, còn cái mạc luôn các bạn nha, đó rất là mới nè các bạn thấy không. Nếu như ở bên Việt Nam mình mà có những cái con như thế này chắc mấy em mê lắm luôn á. Nè các bạn thấy cưng chưa. Rồi con này con cũng con mèo luôn nè, đó nhiều kiểu lắm luôn, nhiều hãng nó may khác nhau nữa. Gấu nè cái này dành cho mấy đứa nhỏ 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 chơi được nè các bạn, nó cầm theo á à, cho mèo mèo Kitty nhóc luôn nè, đủ kiểu đủ cái hình dạng luôn. Ở đây có cái đôi cánh chưa có gỡ mạc nha các bạn nha, nè gấu nữa nè, chú gấu nè, ý con heo nè cưng ơi, hi hi chú heo con. À, hồi nãy mình có thấy con gấu kia rồi, bây giờ thêm con nữa nè các bạn. Đây một chú heo, chú heo chân dài, chú heo chân dài các bạn thấy không, đẹp không. Đây thêm một chú mèo nữa, còn con này con Hải Ly này, Hải Ly rồi. À, còn em này là em heo, em heo nè, em heo hồng à. Còn con này con gì ta, sóc hả các bạn, con này con sóc đúng không, sóc nè, mặc áo vest cái cưng các bạn, mặc áo vest thương không, trời ơi mùa đen quá nè. Chú thỏ nè. Ờ, đây nè, đây là cái con ong, con ong ở trên đây là nó sẽ có những cái lỗ nè các bạn, cái ở trong trong đây nó có mấy bóng, có bóng đèn á, mấy bóng đèn mà khi mà mình gắn pin vô cái mình bật cái nút này nè, là mình để dưới đây bắt đầu nó gọi lên trần nhà, nó có ngôi sao đèn rồi cho nít nó chơi á, rất là hay. Ở bên đây hả mấy đứa nít nó mê mấy cái này lắm. À, Pikachu nè, Pikachu mình nhớ là một cái thời mà Pikachu mới ra những cái con như thế này, em mua một con như vậy rất là mắc, mấy trăm ngàn, mà hồi đó mấy trăm ngàn là trăm mấy 200 ngàn là có thể mua được đồ giá trị rồi, cho nên ít khi nào mà dám bỏ tiền mua những con này lắm. Nè thêm một chú Hải Ly nữa nè, chú Hải Ly này trong đây có cái hộp, có hộp nhạc trong đây nữa, nhưng mà hết pin hay gì rồi. Nè chú hươu cao cổ nè, đây thêm một em gấu hồng nữa nè. À. Ồ, cô bé quàng khăn đỏ nè các bạn cô bé quàng khăn đỏ còn cái mạc luôn nha các bạn, nè dễ thương không. Rồi đây thêm một em chó nữa nè, hồi nãy có một em giống y như vậy, cái này là gì, là em thứ hai, em kia có cái cọng dây cột cổ, em này không có, vậy là em này là em đực, còn em kia em cái cái này là cái gì, hoạt hình gì nè các bạn, mà mình biết thôi chứ mình không có nhớ cái tên hoạt hình này hoạt hình gì nè, dễ thương không, mình ít khi nào coi cái hoạt hình này đâu, không thích, mình là cũng là vua mê hoạt hình á, nhưng mà cái hoạt hình đó mình không bao giờ mình coi. Con này con gì đây, mèo, mèo hình vuông, mèo dễ thương không. À chú măng khì nè, à, dễ thương không? Măng khì màu tím, wow đầm đẹp không, trời ơi nó cao quá rồi các bạn ơi, nó cao quá rồi, nó đẩy mất tiêu minh luôn rồi nè, cái nào wow cái đầm màu tím cơ không. À, em này cũng màu sắc quá trời luôn, xanh đỏ vàng tím, wow nè có em gấu nè cưng quá à. Em gấu có cái nó dễ thương á, nó còn cái mạc luôn nè các bạn, đẹp quá à, bắt hình nè, tụt quần kéo quần lên, kéo quần lên
Rồi em này gì đây? Em này có nhạc các bạn ơi. Nghe không? Các bạn nghe không? Tiếp đến. Đồ, có đồ guốc nè cưng à. Cái này chắc múa ba lê. Đây, đây thêm một cái em này gọi đèn, gọi trên trần nhà nữa nè. Mà con này là chim cánh cụt. Chim cánh cụt bật đèn lên. Đây nè các bạn, thấy không? Thấy đèn không? Nè, nó có ngôi sao nè, các bạn thấy không? Nè, trên cái tay của mình nè, có ngôi sao nè, thấy không? Cái mình để gì nè, cái nó gọi lên cái trần nhà lúc ban đêm á. Con này mày con gì? Này con vịt hả? Sao có nó mỏ là con vịt mà cái người là con ong vậy? Thôi bỏ qua đi. Ô chú gấu nè. Gấu anh gấu em nè các bạn. Dễ thương quá à. Giờ mình thiệt là mình nè. Đây chú gấu trắng nữa nè. Đầy nhóc rồi. Nè chú gấu trắng ha. À, thêm một con cừu, thêm một con cừu nữa nè, cừu trắng. Rồi, em này. Ô. Em này nếu như gắn pin vô là em này bật á mọi người. Gắn pin vô là em này sẽ như vậy. Hay nha. Đứng vững vậy. Ôi dưới lòng bàn chân nó có pin nè các bạn. Ha. Còn hai cái con bự bên đây nữa nè. Hai cái con. Gối nè các bạn, gối lười dành cho mấy bé bự. Còn một em bên đây nữa, còn trong bịch nè. Bạn thấy không? Hoa trời, bạn thấy không? Còn nữa nè. Wow, cái này cái gối. Cái gối đó dễ thương nha nha đó, các bạn thấy không? Trời ơi nó đầy nhóc rồi các bạn ơi, nó lên tới gần cổ rồi. Để cái này mình bỏ vô bịch lại, các bạn thấy sao? Các bạn thấy sao đó nè mọi người, wow trời luôn, các bạn thấy không? Nó chất thành núi luôn, mình ngồi mình bít cái mặt của mình luôn, các bạn thấy không? Bây giờ bắt đầu phải gom vô lại,